Sau một thời gian làm cho tâm đức, mình đã đủ tiền mua một chiếc xe đạp cho mình đó. Bây giờ tính tiền. 2, 3, 4. Mình đang chuyển khoản rồi. Ok. Đây, đây là bạn nhân viên tâm đức đã mua được chiếc xe. Nhân viên tâm đức đã mua được xe đạp luôn. Đây, đây là ok. Con xe của mình thì đây các bạn, Ocode 5555 màu xám. À, đèn bicycle lam, đây cái đèn đây. Tôi đi cho cái đèn đây. Đó, được tặng cái đèn. Rồi, bây giờ mình sẽ review con xe của mình cho các bạn coi. Mình nghĩ là chắc chắn các bạn đến với Tâm Đức trong thời gian này á, mà các bạn thấy cái con Ocode, hai con Ocode này, chắc chắn các bạn sẽ bị một cái tâm lý như mình là không biết sẽ chọn con nào. Con này 6 triệu 9, con này 7 triệu. Mà cái con này 7 triệu nha, các bạn thấy, các bạn thấy cái cấu hình của nó nè, cái form của nó nhìn nó giống một cái con xe track. Mình đã thấy ngoài đường nó chạy rồi, cái form nó giống AH30. Con này bán cực kỳ chạy luôn nha. Tại vì với giá 7 triệu này thôi mà các bạn có Shimano Tunay phía sau nè, rồi dễ Shimano nè, rồi đặc biệt nó có cái là phanh dầu. Phanh dầu là mình cực kỳ thích luôn, mình muốn mua con xe nào đó phanh dầu. Khi mà thấy con này mình phân vân quá. Nhưng mà ở nhà mình có một cái con leo núi rồi, cái bánh nó to, chạy theo đoàn, chạy theo mấy cha nội đi vô quận nhất, mấy cha chạy nhanh quá, mình ị ạch luôn, chịu không nổi. Cho nên là quyết định mua một cái con touring bánh nhỏ các bạn. Thì nó có một cái con Ocode đó, 555 đây, RDC 555. Cái bánh nó nhỏ thì mình chạy nó sẽ đỡ mất sức hơn, với lại mình chạy nó sẽ nhanh hơn con này. Nhưng mà đổi lại cái là mình phải chọn cái thắng của nó, thắng đĩa nhưng mà thắng kéo. Đó, thắng đĩa, thắng kéo. Đây, cũng có Shimano Tunay phía sau, hình như hai con này nó tốc độ nó y chang luôn các bạn. Chúng ta có 8 clip sau, 3 dĩa trước. Màu mình chọn màu xám, khung nó khung nhôm. Đây, cái con này đặc biệt cái là nó hơi lai tí, là ví dụ như mình khóa lại, mình có thể chạy theo cái touring, đi đường dài á, đi theo đoàn á, tức là nãy mình nói là mình muốn đi theo đoàn, không bị bỏ, không bị mệt, không bị đuối sức. Thì mình khóa lại mình chạy. Còn ví dụ như đi vô cái gờ giảm tốc hay là gì đó mà chỗ nào nó đường xấu một tí, mở ra nhúng đấy. Đó là cái con xe mà mình mua được. Con này thì có chống sẵn luôn các bạn. Thì bây giờ đi mua thì mới trải nghiệm được là công ty tặng được cái gọng bình nước. Rồi hồi nãy thì công ty tặng cho mình một cái đèn gắn ở phía sau, đó là nhân viên mới được thôi. Cũng gọi là thằng kia nó nói nãy mình năn nỉ quá mới được. Nói chung là công ty tặng cũng không năn nỉ nhiều lắm đâu, nhưng mà công ty tặng cho mình một cái. Đây các bạn, cái con xe đúng rồi, cái con Ocode bên này nha, nó cho mình một cái chính hãng đó luôn, nó cho một cái bàn đạp to to giống Giant vậy đó. Còn cái con này thì touring thì nó lại cho một cái bàn đạp, mà bàn đạp này bằng nói chung là cũng kim loại, cũng cứng này, để mang giày thể thao được. Nhưng mà cái bàn đạp này thì nó không đẹp bằng đây, nhưng mà con này đẹp quá, mình phân vân ghê luôn á. Nhưng mà ở nhà có con leo núi rồi cho nên là không lấy con này, lấy con touring đi. Bây giờ là mình là trải nghiệm theo một người khách hàng đi các bạn. Mình bữa nay mua đây, nhôm 6061 đây. RTC 5555. Trải nghiệm theo cách của khách hàng nè. Bây giờ là quay thử coi cái cha kỹ thuật nó không biết nó canh chỉnh xong chưa đây. Nè nha, bấm một phát. Bấm một phát. Ôi, được á. Chỉ cần một nhát thôi là lên như là được. Ngon nha. Kiên cái đầu của Nai chỉnh làm tốt chứ Kiên. Nói một câu là do khi đến Tâm Đức các bạn nhớ đeo khẩu trang giống mình nha. Bữa nay không có kiểu giống như review để bán hàng, mà review là mình đã mua được con xe. Rất là mừng luôn, mua được con xe tại Tâm Đức. Đấy. Được á, căn chỉnh đầy đủ bạn. Ngày mai mình sẽ đạp cái con xe này về khoảng 20 cây số, thì mình đi thử coi là như thế nào, mình mai mình quay phim lại luôn. Nhưng mà mình đăng Facebook của mình nha. Thì mai mình đạp đi khoảng 20 cây với con touring này. Đã quá, hào hứng quá. Rồi, chúng ta có đây phanh kéo này các bạn. Phanh kéo. Bánh nó nhỏ à, bánh này nó 700 x 32
thì mình đi tour riêng là ok. Nhưng mà các bạn nhìn nè, hai cái con Oikos này nó mới ra mắt trong thời gian gần đây, nó cực kỳ hút khách luôn. Thấy chưa? Quá đã. Con Oikos AH30 này nè, quá đã luôn. Chứ vậy con Oikos RTC555 này, hai con này đang hút, cực kỳ hút khách. Mình cũng, nó hút mình luôn. Thì trong thời gian này thì xăng tăng, cho nên là mình nghĩ là những cái dòng touring mà mình chọn để đi đường xa nó đỡ mệt á, thì mình nghĩ nó rất là đúng đắn luôn các bạn. Xăng giờ gần 30 ngàn lít mà. Đúng không? Xăng giờ 30 ngàn lít. Tính ra giờ mua xe vừa tập thể thao mà đi xa luôn. Thì các bạn có thể liên hệ ngay bộ phận kinh doanh, hoặc là các bạn tìm hiểu thêm hai cái dòng Oikos này, giá cực kỳ tốt luôn, 6.9 triệu, 7 triệu, nhưng mà nó trang bị cấu hình cực kỳ ok, Shimano đồ mà. Thì các bạn tìm hiểu thêm hoặc là liên hệ ngay bộ phận kinh doanh để các bạn có thể tìm hiểu thêm hai con này, mình chọn một con xe để mình đi trong thời giá xăng dầu đó đang lên. Còn bây giờ thì mình rất là hào hứng là mình coi con xe của mình coi là anh kỹ thuật ráp đầy đủ hết chưa, để mà mình còn làm một cái clip ngày mai chạy đi về nhà của mình cách đây khoảng 20 cây số, coi như thế nào. Bye bye, rất là vui luôn nha. Trong một thời gian đi làm việc tại một cái xưởng xe đạp như thế này, mua được chiếc xe đạp luôn. Rồi, bye bye, bye bye.